Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Hôm nay mấy anh em chuẩn bị soạn câu để mấy anh em đi thả câu cá tra nhé các bạn. Hôm trước mình đi gần chợ Đẹp Giá, thấy cái đường kinh lục bình giờ ngon quá, thấy cá ục cũng nhiều các bạn. Anh em mua chuối về đi thả. Thì nãy giờ anh em mới móc được một xề câu, ở đó còn dư lại một đoạn nữa nha các bạn. Hết chuối. Mình hết chuối rồi, mình móc được một xề nè. Cái này chúc mấy anh em đi thả luôn. Rồi sáng mai đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Rồi sáng nay mấy anh em chuẩn bị đi thăm câu cá tra của mình nha các bạn. Sáng thấy chuyển mưa rồi, rớt hột và lâm râm. Ở đây chạy qua tới chỗ thăm câu của mấy anh em cũng hơi xa nha các bạn. Rồi mấy anh em tới chỗ thăm câu nha các bạn. Chạy sớm giờ còn mưa lâm râm nữa các bạn ơi. Đây đầu dây anh em cuốn từ đây vô. Đang cột thế hiệu của cô đang. Hả? Cột gì thế hiệu quá vậy? Đồ cô đang cột lại là dòm hên xôi còn ở mắt. Không biết sức giờ nào. Còn chuối ta. Khúc đằng kia ục quá ục luôn ha. Kế bên nè. À, câu mình gán khoảng chừng 50 mét nữa là ok ha. Chỗ đó nó ục quá ục. À, hôm qua mình cũng bỏ mớ. Không đủ chuối móc, bỏ khoảng 200 mét. Sáng mở hàng con đầu tiên mà cái phai lúc mà dính cá nó bị lỗi thôi bạn. Phương quay lúc đó ăn cá nó quấn vô cái cây dở lên dính, mà sau về cái mở lên cái khúc gỡ cá nó dở lên đó, nó bị lỗi cái phai đó, cho nên là không có thấy cái lúc mấy anh em dở cá lên gỡ cá nha các bạn. Sáng mở hàng anh em ngủ rồi. Con này nó quơ vô cây nó lên gốc không nổi. Cái chỗ đó cũng trống, đâu có nhánh cây. Hy vọng tới mấy cái đám lục bình đồ. Lôi vô lục bình đó. Rồi lôi vô cây gì vậy? Rồi lôi vô, dính vô cây không ơi. Ra lại. Chừng sức ra rớt con cá đen. Rồi rớt con cá bự rồi. Rớt con cá. Rồi
đoạn cũng hơi dài dài à, mới có con một à. Hai đứa con chú ơi. Được rồi. Đoạn đường xa lắm nha, có con là thất thu dữ lắm à. Đây đây con nè. Phịch lên, lên luôn hả? Tiểu rồi. Tiểu rồi. Nhỏ. Nhỏ hơn con mới dính. Dạ, nó quật, này quật, con bự kìa. Quật nãy chơi. Hồi nãy quật chứ con bự nè. Nó quật đây giờ tới hẳn nè. Con này không có dính gì chơi cũng ngủ ta. Hai em trời mưa lạnh ngủ trơn à. Một đầy luôn. 2 4 6 8 9 con. Còn trong nhà chưa tính nữa. Ui. Nhà nó nuôi chắc cỡ mười mấy con chó. Trên bờ đi ngang cái nó ùa ra cái là nhảy đồng. Nhiều chó nội cho ăn hơn 5 người á. Một em nữa, ngủ nữa rồi. 9 cây. Nhỏ. Nhỏ. Nên hàng khủng khủng tí xíu thôi. Vô trong này chắc hy vọng mà. Vắng đâu dữ nắng mà cũng mưa hoài đó. Nhớ câu chưa? Có à? Nhớ câu à? Nửa câu đầu ba con nhỏ, nửa câu sau là ba con bự à. Hy vọng vô khúc trong này mà nãy giờ im ru ta. Hết mồi nhiều ha. Ba em mà ngủ hết trơn mà cá nhỏ nữa. Phật phật con bự bự một tí. Con 27 28. Ngon ngon. 2 kg trở lên là ok. Hồi đó mình thả cũng dính 2 kg mấy, 3 kg, 3 kg mấy cũng có ha. Ừ, làm con 3 kg có nè. Lâu dữ. Vô lại. Quá vô được rồi, thu hai ngon quá.
Cái đường cầu này thu, đường nó mà vô nổi là thả cá lớn lớn không? Còn cái đó, đường đó nó xịt lục bình rồi đó. Trong khoảng vài ngày nó qua đâm được. Chạy rồi, chạy rồi. Chạy, chạy rồi. Cái dây rồi, chạy dây rồi. Thấy không? Quấn dây đó, quấn dây đó. Đó. Ủa, nương nương nó lại đen. Cái giá. Nước lửa rồi. Đây luôn. Xuống ngoài. Sống luôn. Rồi, sống rồi được. Bằng con dính đầu tiên ha. Ừ. Rồi 3 kg có 3 kg rồi đó. 3 kg 2 con. 3 kg 2 con. 2 con 3 kg. Rồi, nói chung là có con cá sống thấy cũng vui rồi. Để cho nó vô vỏ nó nhảy bạch bạch rồi chơi chứ. Nghe vậy được đó, gì đâu mà lặng thinh em luôn. Nằm im ghê. Cho em tay dòm xuống, người ta nói không có dính nè. Không. Nói dàn cầu gì gỗ sà bá không hay dính nha. Phải có dãy rồi. Là dù ít mà nghe dãy bạch bạch rồi nó chà, với vỏ chắc chịu lắm. Chịu lắm cái gì nghe dãy dữ rồi. Hy vọng mấy cục lục bình nè. Cục lục bình đầu tiên không có rồi, cục lục bình thứ hai này, cục bình dựa cũng gần hết câu rồi, 100 mét nữa. Làm cái vợt này kiếm cá vụn 10 kg mà chưa cái lần nào được hết hả? Chưa lần nào được hết. Chục phí phải lên xong tiền danh ra. Xong tiền xong ngậu danh ra. Bởi vậy mới làm cái vợt bự dữ vậy nè. Cái vợt này mình làm ở đó đi giết mực mà. Giết đủ thứ vậy. Giết gì hết à. Cái cây chằm đó đó mà nó chín cái ngầm ruộng cái tới công chuyện luôn, chằm nó mới ngon đó. Chằm sắn. Có cây chằm sắn hơn trước, cái trái chín ghê hồn đó. Nó đen nó mới mùi. Nó còn đỏ. Cả 10 ngày nữa qua đây còn cùi không luôn. Ê, gì lặng qua đây nghe. Vậy đó, hôm qua mình ghé rước con đen á. Lại vô. Nghe cậu. Mình đem lưới qua đây dằn này được không ta? Bên đây lưới. Đây cắm câu ngon. Con có cá dãy cũng sắp sửa hết câu rồi. Làm con ăn rễ nữa. Đáo cù về rồi. Sắp sửa hết câu. Hết câu không ăn rễ con nào hết. Không có vớt cú chót gì trơn. Rồi. Đó. Cái ốp mé lục bình. Đó. Cá sống luôn. Hết phim còn bán vé nha. Cái đầu câu mình sát bên luôn rồi. Trời ơi. Tại đây có là tốt rồi. Cái còn nó dính miệng luôn con nhỏ đó. Gỡ lưỡi thả hầm được. Bốn em ha. Bốn đâu, năm luôn chứ bốn đâu. Năm hả? Hai em thức, ba em ngủ. Tới công chuyện vô giỡn à.
Cá nhỏ này dính miệng các bạn. Ốc ở đây còn mạnh mạnh. Mấy con. Rồi. Xong. Xong. Cho miếng nước vô hơi về, cá nhỏ nó không hầm được. Giờ mấy anh em lên đây thăm mấy cái rập chuột luôn nha các bạn. Và qua đây sẵn đem rập chuột theo đặt luôn. Đây hôm qua thấy hang cũng không có được nhiều các bạn. Đường mòn có ít. Tại lâu lâu đi xa một chuyến rồi sẵn đem rập theo. Kiếm thêm nữa. Để lỡ lỡ mà cá dính yếu thì vớt lại rập chuột. Ôi, bên đây dữ lắm ốc luôn. Rập chuột rồi ha. Rồi anh em lên đây thăm mấy rập chuột nha bạn. Bên đây mình đặt có 12 cái à. Đó. Lụm. Lụm. Lụm không? Lụm một cái, 22 luôn à. Chuột chà bá lửa luôn. Đâu. Đây là chuột thằng khủng nè. Thấy nè, đó. Ừ. Cái hang luôn không? Còn đang cái nè. Trần cái hang. Đó, trần đó. Rồi đây hôm qua luôn. Thì đây có cái hang này ở chỗ bên đó đó. Hai hang rồi chặn hai miệng rồi chặn hai cái. Đây đâu gì nè. Thấy đâu? Ngày hàng hôm qua giờ hàng thấy là lăn lứt phái liền chuột nặng hết ta. Con này bự lắm. Ừ. Cái này gặp lớn đó mày. Có 700 gram á, con này già. Dạ. Bự lắm à. Gặp lớn mình à. Gặp lớn. Ồ nó cắn che che con kìa. Giờ bắt bắt mẹ nó thì kìa. Ừ. Y cái lập rắn gì quá. Lập rắn. Hay là có gắn gì cổng là chuột. Giật gắn là chổng cái gì vậy đó. Chuột quét quét thôi. Giật rắn này của ai các bạn? Của người ta đặt á. Chuột nó kêu trong đó sợ rắn vô cắn cái gì vậy. Rắn mà đặt chế hay cũng nhâm trời. Hiện qua tính đặt đó thấy nó cũ quá. Đặt cũ trời mưa lắm. Đi nước vậy. Qua tới nét đây nè. Rồi, hai cái đầu tiên. Qua đường này chuyển. À, mình qua đây mình đặt có 12 cái nha các bạn. Còn như là đặt gần nhà. Rồi mình đặt tổng cộng 24 cái mà mình đặt bên đây 12 cái với ở gần nhà mình 12 cái. Con này nó ú một cái nặng nghịch luôn. Gì không? Cây này sâu không? Đây mấy cái? Cái này quất rồi. Bên đây lúa chín nè, mà nước nè. Nước cái trên ruộng quá trời luôn. Cái này là nước cá gô văng chừng dính tịch luôn á. Trong lúa sâu vậy? Đừng đi ăn đường mương với bờ ganh có đường mương nói gì. Ở đây cắm câu có cá lóc, cắm câu cá lóc chứ quớp luôn người ta cái đường ngon nhưng không dính được. Đi đâu mấy cái bên này có, bên này có không có bên cái chỗ trống bản đường ngon đi cũng tiếp cái đường ngon luôn. Rồi, cứ lặt ngang. Rồi. Nó ăn hết trơn luôn. Cứ hai cái. Hai con cá à? Hai cái. Bên đây nè, bên đây cái gì nè. Đây thấy có lỗ nè. Ăn vô ăn hết trơn gì nè. Đây nè, đây ăn cái nè. Cứ lặt ngang nè. Đâu rồi. Ồ, cái này không có sập à. Vô ăn còn ngó không à. Cái đó đi thẳng xuống luôn á. Cho lật nữa vậy nè, nó ăn vô nó ăn phải mì chua lưỡi vậy. Vậy mà cái đó cũng không vô. Túc dưới ở bên đây nè, đây này. Đường đó xuống dễ lấy hơn này nè, thấy bịch quá.
có chống lỗ nè. Ôi thôi, gần mau ấy. Đâu mà nó chạy vô đây không biết. Mở thả nó. Kêu đặt con nhùm không? Không có kêu đặt con gắn mối nha. Chạy mối đây này không chạy lũi đâu. Này mà chục, chục con. Nướng nướng. Sao tế nướng muốn hết thôi thầy luôn. Nướng con nào nha. Lắm hả? Cái cuối, cái cuối. Ôi, khù khù. Khù. Cái nãy lấy sót nè. Sót lại. Bước xuống đạp sập lép luôn kìa. Đạp muốn hư cái gập ta luôn. Cái này cũng bự à. Ở 600 gram. Trời ơi, đạp kìa. Hên là không đi á. Nó nhớ hai cái chứ đó. Sửa sửa nó lại. Chịu bên đây, chịu bên đây, chịu bên đây. Ừ. Nó nhớ hai cái gạch chứ. Trời ơi, đạp chút xíu rồi sức mối hàng luôn. Bẹo luôn. Rồi. Nhỏ hơn. Cái này chùm chùm 600 gram thôi. Rồi. 12 cái đập dính được 2 con cống già. Còn gần nhà mình 12 cái nữa nha các bạn. Mình chạy về đó mình thăm 12 cái nha, gần nhà luôn. Lá nấu canh. Rồi giờ mấy anh em chạy về nha các bạn. Thăm câu cá cha của mình là tổng cộng được 5 con. Còn thăm đập chuột thì đang được 2 con. 2 con chuột già. 2 cống nhâm già. Về nhà mình thăm thêm 12 cái gần nhà nữa. Hy vọng 12 cái nhà 2-3 con nữa là ok rồi. Rồi, giờ mấy anh em về cũng gần tới nhà nha các bạn. Ghé đây thăm mấy cái rập chuột của mình nữa. Qua lên đây đặt ít nè, thấy chỗ này có cái bụi nga nè, lùm nhiều. Đây cọc. Cốc nhảy vô luôn. Nãy thì dính gắn mối, giờ dính cốc. Dữ dữ không ha. Đặt giờ đặt chuyện lạ. Con nhìn dính cốc. Ở đây mấy cái? Mấy cái quá không bạn? Ở dưới kia 5 cái. Đấy, hết chuột luôn á, vậy còn đường mòn. Rồi ở đây mấy cái nha các bạn. Đây 5 cái. Hả? Sập mà bị kẹt. Nay đặt lẻ tẻ hơi bị thất thu, không nghe bài rồi. Quất luôn hả? Rồi, nay gặp chuột chắc thất thu rồi. Còn 3 cái nữa. Trời ơi, lượm không kịp cơm không nổi ư. Cơm hả? Còn hang cống trên này nè, vứt vô.
Còn heo cá nữa hết rồi bạn ơi. Ở bên kia được 2 con cống già, về đây 11 cái, hôm qua 12 cái mà bị hư một cái. À, có 11 cái. Cái đó chết quất rồi. Rồi 2 cái nó miệng luôn. 2 cái quất luôn hả? Cái này cái đường đi cái gì nữa. Hang ở chỗ này. Đường đi. Rồi, xong phim. Cái này mấy chục thất thu rồi. Hai mấy cái mà được có 2 con cống nhum già với con chục cơm. Con cóc, con gắn mối. Cái này được mòn đi vậy nè cô. Rồi dính 2 cống già. Nè. Chiều lại đặt nữa. Chiều nay cắt lúa đây nè, hôm nay cắt lúa đây nè. Cắt lúa nó dạt vô trong bờ. Rồi lúa chín sợ nó dạt nó chạy ra ngoài. Rồi xong rồi các bạn ơi. Rồi mấy anh em xuống vỏ kỳ về. Rồi mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Bắt con cá nhỏ thả hầm liền đi. Cá nhỏ đó bị nút. Con này nút lưỡi. Nó gỡ luôn đi. Cũng được mà. Xử luôn. Tốt trong luôn. Không sống đâu, mấy con nút lửa dễ thì sống rồi. Thành quả của mấy anh em được tổng cộng 4 con cá cha ngủ hết rồi. Có 2 con sống, con nhỏ sống thả. Chưa Huỳnh Quê nè, chưa Huỳnh Quê dính cá nhỏ Huỳnh Quê. Bậy à, tại thôi à. Đây 2 con cống nhum. 2 cống nhum này chắc khoảng kia rưỡi à. À, con này nặng á, con này nặng á, này uống luôn à. Lấy cần phải rồi, cần 2 con này được chứ rửa đâu. Đây cái này hình như bị mớp hay vậy nè. Mớp về 2 mày đạp vô đó. Thằng đi xuống đạp, thằng kia đi xuống đạp nữa, không có nào thấy chưa. Gì mà nó không khù á, nghe đâu. À, quận về mới thấy á. Đem lên móc sọc mới sửa lại nó được gì chứ, nãy nó còn móp dữ nữa. Còn mít xẻo mới sợ luôn. Ừ. Đó, 2 con luôn này. Còn kim mốt rồi đó. Kim mốt còn 800 900 gram hả con đó? 800 gram. 800 gram. 1 kg 8. À, kg 8 thì 2 cái đó 300 gram bơ ký rưỡi chẳng luôn. Đâu? Cái 3 cái 2. Kg 8. Kg 3 hả? Còn ký 3. Ký 3. Không được ký rưỡi. Ký 3. Con kia nhẹ quá hả? Ừ. Lấy con lớn xuống rồi bỏ con nhỏ lên nè. Nhỏ được 600 gram để mình biết mai mốt mình canh chuột cỡ nào mấy ký. 750 gram. 750 gram thì nó còn 550 gram. Con này không tới 600 gram ha. Nãy anh nói 600 gram nó có 550 à. 550 gram với con này 700 gram. Vậy là bị lớn này là nửa ký nè. Nửa ký 600 gram nè. Không, còn nhớ khoảng này là con kia là 700 gram chứ, con bự. Con này nè. Ừ. Con bự hồi nãy 1 ký phải không? Ký 1 luôn, gần ký 1 luôn. Ký chưa tới ký 1, ký 50. Ký 50. Rồi cái này 300 gram rồi, 300 gram với mấy cái mồi nữa nè. Đây em rửa gram, còn 700 gram đó, con đó 700 gram. Cũng 5 con cá cha. Thành quả của mấy anh em. À, buổi sáng đi thăm cá cha với thăm bảy chuột à. À, tổng cộng được nhiêu đó các bạn ơi, 5 cá cha với 2 con cống nhum với con chuột cơm thôi. Video của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi 4 cá cha đó hai anh em chia đi, còn 2 con đem về ăn đi. Còn chuột này để mai đặt thêm bạn bán cho người ta dặn 2 kg mà giờ mới có 2 con nè. 2 con à. Thêm mới được. 2 đó. Nó bị bắt ốc thêm, biết chứ bắt ốc thêm. Này làm gì quá.